thì mày cứ quay tiếp tục đi. Mà tại vì vậy nè, cái chuyên mục này á là mỗi tuần mày mới ra một số, bây giờ mỗi ngày mày ra một số cho tao, mày nổi tiếng liền. Hello, xin chào, mình là Nguyễn Chi và đây là Hỏi Xoay Đáp Xoáy trên channel. Như thường lệ, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là làm gì để được nổi tiếng. Dạ không ạ, sợ bị ghét. Ghét một thằng như tao. Dạ có chứ. Dạ là, có. Thôi không đi, có. Dạ có, đương nhiên là có rồi, em rất là thích được nổi tiếng. Em ơi, cho chị phỏng vấn một chút nha. Chị là ai em không biết, chị đi ra đi. Dạ, cũng thích. Cũng có thích. Không, em không biết chị là ai, chị đi ra đi. Mình thích chứ bạn. Ai mà chả thích được nổi tiếng. Dạ chắc chắn là thích rồi ạ. Dạ thích ạ. Dạ thích. Dạ không. Tai tiếng thì dễ mà nổi tiếng thì khó. Dạ đôi khi dễ đôi khi khó. Nhưng mà thường em thấy sẽ dễ khó lắm. Thật tại bây giờ em nghĩ là dễ. Dễ. Đó là dễ. Khó. Dễ. Dễ. Dạ em nghĩ khó à. Khó. Cũng có thể khó mà cũng có thể dễ. Dạ thôi chắc là khó. Thôi mà cũng dễ. Em cũng biết. Nói chung là tôi mới tính. Chả biết nữa. Nếu em nổi tiếng thì đầu tiên đó là em sẽ chụp hình với fan hâm mộ. Và em sẽ đi làm từ thiện. Em sẽ cool crush. Em sẽ kiếm nhiều tiền để em đi du lịch ạ. Dạ em mở concert ở trường. Xong rồi cái em nổi tiếng cái hình em dán mấy cái xe buýt đó chị. Dạ, em có một nét đẹp gần giống với Lan Khuê nên là nếu em sẽ nổi tiếng em sẽ trở thành Lan Khuê version 2. Sẽ là em sẽ đầu tư tiền mua một tấn muối để đập vào mặt những đứa trong trường mà em ghét. Sau đó là em sẽ chụp hình, dán hình mình ở khắp mọi nơi gọi là Lan Khuê is the best, Thanh Thảo is the best, Khuê is the best, Thanh Thảo is the best. Trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một thần tượng của hàng vạn thế hệ học sinh như là Justin Bieber. Em có khả năng làm điều đó. Cái này khó nè. Không, mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi mình thi hoa hậu. Mình sẽ thi hoa hậu, kiểu giống như là hoa hậu đại dương vậy á. Như là sau khi mình nổi tiếng xong thì sẽ được rất là nhiều scandal, bla 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 các kiểu. Mình sẽ nổi tiếng. Em sẽ đi làm từ thiện để cho nhiều người biết tới em luôn. Đi gửi quà tất cả mọi người trong trường, trong khối, trong lớp nữa chị. Đi gửi quà tất cả mọi người trong trường. Đi gửi quà tất cả mọi người trong trường. Để em sẽ đi gửi quà trong khối. Để em sẽ đi gửi quà trong lớp nữa chị. Em sẽ ra MV và hát thật dở để nổi tiếng. Showbiz Việt Nam mình thì muốn nổi tiếng thì chỉ còn tạo scandal như là lộ ảnh nóng hay là đạo nhạc hay là gì đó vân vân vân. Dạ ra MV mỗi tháng một cái. Dạ em nghĩ chỉ cần đưa mic vô để hát là mình có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Dạ em nghĩ chỉ cần đưa mic vô để hát là mình có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đối với em nổi tiếng là bằng chính khả năng của mình. Giờ nhờ lĩnh vực của em là học tập. Em nghĩ là mình đi tình nguyện nhiều á, mình giúp đỡ nhiều người thì mình cũng sẽ được nổi tiếng thôi. Dạ em sẽ bắt đầu tập quay MV thay vì giống như Chibu là một tháng một MV thì em sẽ là mỗi ngày một MV.